Nay đi xử lý lại cái bốn bồ năng lượng mặt trời cho khách sạn nha anh em. Thực ra thì xử lý cũng đơn giản thôi. Việc đầu tiên là sẽ tháo hết ra mấy dàn này ra, đưa hai bồ này qua bên mái này để không đã, hai bồ kia đưa qua bên mái kia, rồi sẽ lợp lại những cái tôn này nó bị rỉ, kiểu nó giọt nước á, nó mục hết rồi. Rồi còn đây nó một cách này thì mình xíu là mình sẽ lắp chồng nó lên, chồng lên nhìn một lớp tôn mới nha, rồi bỏ mấy dàn năng lượng này vào lại, tại vì nó lâu quá. Và cái tỷ lệ mà khi mình tháo năng lượng thì mình nói trước luôn, nó rỉ mà roang nó tỷ lệ nó cũng khá là cao. Đâu rỉ hết cái bộ này thì lâu quá nó mục hết rồi này. Như vậy thôi, tức là mình sẽ dời ra hết, xong rồi mình lợp lên một lớp tôn nữa lại, xong rồi mình bỏ cái bộ năng lượng mặt trời vào lại, vậy thôi. Đứa pin giờ đó nó có mũ. Sau khi mà dời hết ống thì tin ra thì nó lù ra những cái tôn như vậy này, là nó bị mục rồi. Mục hết rồi. Bên kia cũng vậy luôn, dời ra hết. Đây, hello anh em. Vẫn là tụi mình ta, trời đang mưa, mình phải làm. Ở dưới khách sạn thì không có nước xài. Mưa thì mưa mà phải làm. À, xử lý 4 dàn năng lượng mặt trời với thay 3 tấm tôn. Khách. Đây, ông này là kêu ông này đút vào, xong ông này cầm điện thoại quay. Đây là năng lượng mặt trời nha, gì cả. Đó. Bên trong nó sẽ có một cái loa. Ồ, cảm thấy không? Đó, còn cái này một củ nha, giờ đút đôi giúp. Vô thì đi coi. Lồng không? Ủa sao mà lồng vậy? Hả? Sao mà lồng vậy? Ok, giờ xử lý đây. Tháo ra. Ông này đang hướng dẫn xử lý cái ron đó nha. Nó nằm chiều này đúng không? Anh em lật ngược lại. Được hay không? Đó, ý là ông nói là lật ngược cái ron là đỡ nó lên. À, anh em tham khảo nha, ý là ông kêu lật xoay cái ron lại, cái là thay đút vào lại là đỡ mất tiền đó, hiểu không? Không được nha. Còn thằng này thì chị không được, ngại quá, này gỡ cái ron bên nhà bên này, tháo quá này. Cho tay chú ý để chú bố cái ráo đó. Đó, ông này là chú của ông này. Đây, ok, còn ở chỗ này. Để sáng nha, có thể có lồng nha, lồng về luôn á. Chắc không? Đó, khít rồi nha. Được không, hai bên máy. Dữ. Từ từ từ. Đây. Chọn. Rồi, chắn nha. Rồi. Thế nhỉ? Dạ, dạ bên kia luôn. Sẵn kia cái nguồn lên. Thank you.
nhiêu.